Dạ em xin kính chào cô chú chị, các bạn yêu thích mai vàng trên cả nước nhé cô chú chị. Hôm nay em trở lại với chỗ bạn Hằng. Bạn Hằng nôn chưa đến Tết mà còn nôn quá, còn dài nghỉ ngày ngày buồn, cho nên chia sẻ cùng cô chú chị tiếp một lô cúc thơ hương mini nha cô chú anh chị nha. Rồi để bàn nụ cũng khá là ok á, giá phải chăng cho quý cô chú anh chị mình vừa chơi vừa lấy bo ha. Mong cô chú anh chị các bạn ủng hộ tiếp bạn Hằng nha cô chú anh chị nha. Rồi em xin phép cho clip luôn ha. Rồi em xin chào em Hằng ơi. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước à. Hôm nay em tiếp tục lên một clip, một lô cúc họ hương ha cô chú anh chị. Mini để bàn, bàn bự luôn. Zalo qua số điện thoại của em là 0939099607 à. Đó cũng là số kết bạn Zalo của em luôn. Cái có nụ chơi Tết vừa lấy bo luôn nha quý cô chú anh chị nha. Em vô cây mã số đầu tiên là mã số 1 ha cô chú anh chị. Cây ghép được 2 bo ha quý cô chú anh chị. Cây lùng tàn cũng khá là ok ha. Đó. Cây này em ghép được một mùa ha cô chú anh chị. Bo ghép nó liền rồi ha. Dạ. Nụ cũng cây này thì nụ to tròn hết rồi cô chú anh chị. Rồi, mình về mình chơi Tết thì qua Tết mình lấy bo ghép luôn. Dạ hoành 13. Chiều cao là 81. Tàn ngang là 96. Dạ mã số 1 cúc họ hương em báo giá là 700.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nha. Mã số 1. Dạ mã số 2 cúc họ hương mã số 2. Mã số 2. Một bo hết cô chú anh chị. Một bo lớn cô chú anh chị ơi. Mã số 2. Cây này nụ cũng bự lắm ha cô chú anh chị. Mấy cây này mình chơi Tết xong qua Tết mình lấy bo luôn ha. Dạ. Dạ hoành là 13. Dạ chiều cao 81. Tán ngang là 82. Dạ cây mã số 2 em báo giá là 700, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ 700k nha cô chú anh chị mã số 2. Dạ mã số 3 cúc thọ hương nha cô mã chú số anh 3. Chị nha. Mã số 3. Cây này 3. Em cũng ghép được 2 bo ha. 2 bo. Dạ, cây này bo. Đế đẹp cô chú anh chị. Đế nguyên một cái bằng đất trà bá luôn. Đế cũ luôn. Có đế ha cô chú anh chị. Đế dễ thương nha cô chú. Chơi Tết cây này thì cũng ít bông ha, nhưng mà chú chị mình về lấy bo làm giống luôn ha. Hoành là 18. Cũ là 27. Dạ chiều cao là 85. Tán ngang là 104. Dạ cây mã số 3 em báo giá là 1 triệu, em bao ship cho cô chú. Dạ, anh chị 1 luôn. 1 triệu nha quý cô chú ơi, mã số 3. Rồi cái này được cái cũ dễ thương ha. Cái này về mình vô chậu đẹp mà nhìn cây đẹp lắm ha cô chú anh chị. Đẹp. Mã số 4. Cúc thọ hương mã số 4. Cái cũ cũng dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Cái này tàn em ghép được 2 bo ha cô chú anh chị. Dạ, mấy cái này bo ghép già rồi nó dính. Dạ cô chú anh chị mình con liền hết rồi ha cô chú anh chị. Lấy bo liền xong rồi cái chơi Tết luôn ha cô chú. Cây này nụ nhiều lắm cô chú anh chị. Bo nữa ha. Này lấy bo liền được luôn nha cô chú anh chị nè ha. Rồi xong cái qua Tết lấy thêm mới nữa cô chú anh chị nào đã trồng phôi mà có bo ghép mình cần cái này ha. Rồi cho anh xin thông số nha. Hoành 13. Cũ là 20. Dạ chiều cao là 92. Tàn ngang là 82. Mã số 4 em báo giá là 800.000. Bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã số 4. Rồi. Mã số 5. Rồi cúc thọ hương mã số 5. Cây này quá chừng ông tùm tàn luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em ghép được 3 bo hay cô chú anh chị. Bo ghép lớn ha. Nó cũng to ha cô chú anh chị ha, cũng chơi Tết được nha. Cái này có cái giò nhổng lên nè. Cái đuôi. Đuôi nhổng lên. Này nụ cũng bự ha cô chú anh chị. Dạ hoành 16. Chiều cao là 75. Tán ngang là 96. Mã số 5 em báo giá là 900.000, em bao ship cho cô chú anh chị. Mã số 5. Rồi. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Số 6. Cái này em ghép được con bo lớn ha cô chú anh chị. Mã số 6. Cái này cái củ dễ thương nha có cô chú anh chị. Có cái mọc bông luôn cô chú anh chị. Bông lớn luôn ha. Ồ, cái này cái củ tròn vo ha. Giống như con rắn thú vậy nha cô chú anh chị.
Hoành 16, cũ là 21, chiều cao là 69, tà ngang là 90. Dạ, mã số 6 em báo giá là 700.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã số 6 qua quý cô chú anh chị nha. Rồi, ok, mã số 7. Mã số 7 cây này nụ rất là ok luôn, tàn tùm luôn nha. Cây này em ghép được 2 bao lớn ha cô chú anh chị. Mã số 7 ha. Rồi, em xin mã số luôn. Giá hoành là 13. Chiều cao là 90. Tán ngang là 86. Dạ, mã số 7 em báo giá này là 900.000, em báo xin cho cô chú anh chị luôn. Số 7 quý cô chú ơi, tiếp tục luôn, mã số 8. Dạ, cúc tỏa hương mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8, em ghép được 2 bo lớn luôn ha cô chú. To luôn nha cô chú anh chị ha, độ to ha. Lô cúc họ hương này thì em có khoảng 30 cây ha, cô chú anh chị nào mua hết em để giá sỉ luôn. Dạ. Hoành là 14. Dạ, chiều cao là 73. Tán ngang là 86. Dạ, mã số 8 em báo giá là 900.000, em bao ship cho cô chú anh chị. 900k mã số 8 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 9. Dạ, cúc tỏa hương mã số 9 nha cô chú nha. Cây này cũng ghép được 2 bo luôn ha cô chú anh chị. Cây này dữ lắm, nụ luôn, nụ bự bự không à. Quá trời nè. Cây này quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Cây này nụ dữ lắm, nụ ha cô chú anh chị, nụ đều luôn á. Rồi, không xấu nha mai. Giá hoành là 14. Chiều cao là 80. Dạ, tàn ngang là 100. Dạ, mã số 9 em báo giá là 900.000, em bao ship dạ, cho cô chú anh chị đó. Mã số 9. Rồi. Mã số 10, cúc thả hương mã số 10. Cái phone này rất là lực nha cô chú anh chị. Tàn xum xê luôn ha cô chú anh chị, mà lấy bo cũng rất là nhiều luôn nha. Cái này em ghép được 2 bo mà bo lớn hơn cô chú anh chị. À, cái mã số 10. Cái này nụ nhiều ha. Bo ghép lớn rồi cô chú anh chị ha. Hoành là 21. Chiều cao là 88. Tà ngang là 107. Dạ, mã số 10 em báo giá là 1.100.000, dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Chị nha, mã số 10 rồi. Mã số 11. Cây này em ghép được 3 bo lớn ha cô chú anh chị. Cây này nụ cũng nhiều ha. Có cái bông bự à, lắm luôn ha cô chú anh chị. Mã số 1 xinh xê luôn ha. Cái bông bự lắm luôn. Quá chừng cái tàn một ôm luôn á cô chú anh chị, bo ghép lớn ha. Cái này cô chú anh chị mình lấy bo cũng khá là nhiều luôn á, lấy vài trăm bo là bình thường á cô chú anh chị. Rồi anh xin thông số em ơi. Dạ, hoành là 20. Chiều cao là 118. Dạ, tán ngang là 101. Mã số 11 em báo giá là 1.100.000, dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Mã số 11 ha. Cúc tỏa hương mã số 11. Rồi. 12. 12 cây này vậy mà nụ nhiều nha cô chú anh chị. Cây này quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Ghép được 2 bo lớn ha cô chú anh chị. Mã số 12. Cây này nụ luôn. Cái dưới này quá trời luôn ha. Cây này về mình lấy được, mình lấy bo được nhiều bo lắm luôn ha cô chú anh chị. Về Tết xong mình qua Tết mình lấy bo ghép luôn.
Dâu hoành 14. Chiều cao là 81. Tàn ngang là 87. Mã số 12. Mã số 12 em báo giá là 800.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Nha. Cây cúc Thợ Hương mã số 12. Dạ, mã số 13. Mã số 13 ha cô chú anh chị. Cây cúc Thợ Hương mã số 13 mình ghép được 2 bo ha. 3 bo vận chuyển gãy bo còn 2 nha cô chú anh chị. Cho nên cái tàn nó hơi thiếu mà cái củ nó đẹp ha. Đó, cô chú anh chị mình về lấy bo dưỡng kéo tàn lại nha cô chú ha. Rồi, thông số em ơi. Dạ hoành là 21. Cũ là dạ cũ là 24. Chiều cao là 74. Tàn ngang là 107. Dạ mã số 13 em báo giá là 900.000, em bao ship dạ, cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nha, mã số 13. Rồi. Tiếp tục mã số 14. Dạ, cúc Thợ Hương mã số 14 nha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 2 bo hai cô chú anh chị. Cây này thì cũng có một số búp nụ để mình chơi Tết ha. Mua về qua Tết mình lấy bo ghép luôn cô chú anh chị. Rồi, em xin thông số được nha, mã số 14. Đo luôn đi em. Dạ hoành là 11. Dạ hoành 11. Chiều cao 75. Dạ tán ngang là 86. Dạ mã số 14 em báo giá là 700.000, em bao ship luôn. Rồi, tiếp tục mã số 15. Mã số 15. Cây này nụ nhiều lắm ha cô chú anh chị. Tàn đẹp ha cô chú anh chị. Ta hồi lấy bo luôn ha cô chú anh chị ha. Đó, bo ghép mà ha. Em ghép được 2 bo. Nước nụ ok nha cô chú anh chị. Nước nụ bự ha. Chơi Tết nhiều mình chơi, còn nhiều mình dưỡng lấy bo. Dưỡng tiếp tục ha cô chú ha. Rồi, ảnh thân thông số nha. Dạ quanh là 11. Dạ chiều cao là 66. Dạ tàn ngang là 86. Dạ mã số 15. Em báo giá là 700.000. Dạ, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Mã số 16. Nhiêu? Cây ghép 3 bo nha cô chú anh chị, tàn đẹp nha cô chú nha. Mã số 16. Này em ghép 3 bo này tàn nhiều là nhiều mà nụ cũng nhiều luôn ha cô chú anh chị. Cái cây này chủ yếu về mình mua mình chơi Tết xong mình qua Tết mình lấy bo ha. Lấy được nhiều bo lắm cô chú anh chị. Bự nụ bự ha cô chú anh chị ha. Rồi. Dạ hoành là 13. Chiều cao là 74. Dạ tán. Tán ngang là 86. Dạ mã số 16 em báo giá là 800.000. Em bao ship cho cô chú anh chị dạ, luôn. 800k nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này cũng là cây cuối clip của em rồi. Mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0939099607 à. Đó cũng là số kết bạn Zalo của em luôn. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Cảm ơn em luôn.